Từ trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là hoàn cảnh nhân sự, phải rèn luyện tâm bất bình trở thành bình. Đây gọi là chân tu hành, đây gọi là chân công phu. Người tu tịnh độ dùng cái gì để rèn luyện? Phật A-di-đà. Thuận cảnh thiện duyên A-di-đà Phật. Nghịch cảnh ác duyên cũng là A-di-đà Phật. Đến Phật A-di-đà sẽ bình đẳng, đều giữ được cân bằng. Phương pháp tuyệt diệu. Thế nên chúng ta phải dùng Phật A-di-đà. Nếu không dùng trong cuộc sống hàng ngày vẫn sinh phiền não. Quý vị xem, không biết dùng có đáng thương chăng? Bất luận là khi cảnh giới nào hiện tiền, quý vị khởi tâm động niệm, động điều gì? Động thất tình lục dục, liền sanh phiền não. Một câu A-di-đà Phật, tất cả đều quy về A-di-đà Phật. Quý vị quét sạch những tập khí phiền não này. Đây gọi là thật sự biết niệm Phật, biết tu hành, biết dụng công.